Ngày 22 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết vừa bắt giữ một băng nhóm gian cảnh để bắt cóc một gia đình doanh nhân cướp tài sản ước tính lên đến 35 tỷ đồng. Các đối tượng đang bị giam giữ hình sự bao gồm Khu Ngọc Tài sinh năm 1989, Trần Ngọc Hoàng sinh năm 1983 cùng ngụ ở thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Đức sinh năm 1996 quê ở Đắk Lắk, Trịnh Tuấn Anh sinh năm 1985 ở thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Quang Trung sinh năm 1996 ở Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Mai Xuân phốt sinh năm 1992, quê ở Quảng Nam. Trương Chí Hải sinh năm 1989, quê ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, công an còn bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra bước đầu, vào giữa tháng 5, một gia đình doanh nhân gồm vợ, chồng và đứa con nhỏ di chuyển ô tô trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, dầu dây thì bất ngờ xảy ra va chạm với một ô tô khác chạy cùng chiều. Sau va chạm giao thông, Vợ chồng này xuống xe giải quyết thì bất ngờ các bị các đối tượng ập đến khống chế, đưa lên hai ô tô khác nhau và chở đi. Nhóm đối tượng còn phá hủy camera tà hành trình, định vị gắn trên xe ô tô nạn nhân rồi tiếp tục cướp luôn xe này để tẩu thoát. Các đối tượng đã chở vợ chồng và đưa con nhỏ đến một nơi thèo lánh rồi giam cầm suốt 2 giờ đồng hồ. Chúng rút khẩu súng ngắn kê vào người của chồng dọa chiếc kim tiêm dính máu người nhiễm HIV và vợ vợ đứa con để ép phải cung cấp để về tên đăng nhập mật khẩu để truy cập vào ví điện tử từ đó chuyển tiền qua tài khoản của chúng sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn nhóm đối tượng đã thả các nạn nhân tại một khu vực vắng vẻ quận 2 rồi tẩu thoát thoát nạn gia đình này trình báo toàn bộ sự việc với lãnh đạo công an cụ thể họ cho biết số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt từ ví điện tử quy ra tiền khoảng 35 tỷ đồng Nhận được tin báo, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện một nhóm tội phạm chuyên sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật công nghệ cao nhắm tới tài sản đặc thù có giá trị lớn của các nạn nhân. Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo Phó Cục trưởng là Đại tá Lê Ngọc Phương, Đại tá Phạm Văn, Văn Tám giao phòng trọng án phòng 6C02 nhanh chóng điều tra và truy xét bằng nhóm này. Quá trình truy xét, Mới đây, trinh sát Bộ Công an đã bắt giữ 7 đối tượng nằm trong băng nhóm trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là cùng nhau hùn vốn kinh doanh tiền điện tử nhưng thất bại. Đi tìm nguyên nhân, chúng phát hiện một doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh tiền ảo nhưng bội thu, cho rằng người này chính là thủ phạm khiến chúng mất tiền tiền nên cả nhóm đã lập kế hoạch bắt cóc để cướp tài sản. Mọi chúng tiến hành theo dõi và biết được vợ chồng doanh nhân này cùng con nhỏ đi du lịch ở Đà Lạt nên cả nhóm đã bàn bạc phân công nhiệm vụ của từng người để thực hiện vụ cướp. Chúng mua một khẩu súng, ba ô tô và thuê thêm một người để bắt cóc gia đình doanh nhân này. Lúc đầu, kế hoạch bắt cóc ở Đà Lạt nhưng thất bại do nơi đây luôn có người qua lại. Đến ngày 18 tháng 5, bọn chúng bám theo gia đình của nạn nhân đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long thành dầu dây thì dàn cảnh va chạm giao thông để bắt cóc, cướp khoảng 35 tỷ đồng như trên. Sau khi kiếm được tiền, chúng trả công cho các đối tượng được thuê là 1 tỷ đồng, số tiền còn lại chúng chia nhau để sử dụng. Hiện nay Cục C02 Bộ Công An đã quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng nêu trên để điều tra hành vi cướp tài sản. Đồng thời tiếp tục mở rộng truy xét các đối tượng có liên quan. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã xem bản tin của kênh YouTube. Nếu quý vị các bạn thấy bản tin hay và ý nghĩa thì đừng quên click vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất, thú vị nhất. Còn bây giờ xin kính chào.